kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị đến với bản tin Người Việt Nam Châu của kênh VTC10 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thúy Ngân rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho 5 sinh viên Việt Nam ưu tú tại Hungary. Vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam lần thứ 8 tại Hàn Quốc vừa diễn ra tại Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc. Người Việt tại Montreal, Canada đã hòa chung với không khí lễ hội hóa trang Halloween truyền thống của các nước phương Tây với nhiều hoạt động thú vị. Thưa quý vị, hôm qua ngày 31 tháng 10 năm 2015, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary đã diễn ra lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho 5 sinh viên ưu tú. Đây là những ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đến từ nhiều thành phố tại Hungary. Các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề, khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về chủ nghĩa Mác-Lênin, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay, 19 điều đảng viên không được làm và các dự thảo báo cáo chính trị, kinh tế, xã hội của Đại hội Đảng lần thứ 12. Cuối cùng, các học viên sẽ viết bản thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn. Thưa quý vị, chiều ngày 31 tháng 10 năm 2015, tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, đông đảo bà con xã Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội đã họp mặt để kỷ niệm 8 năm ngày thành lập Hội đồng Hương Tân Hội. Người xã Tân Hội ở Ba Lan có hàng trăm người với ba thế hệ. Hội đồng Hương Tân Hội được thành lập cách đây 8 năm với mục đích đoàn kết giúp đỡ nhau trong kinh doanh, trong cuộc sống và hướng về quê hương. Trong thời gian qua, Hội đồng Hương xã Tân Hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như góp kinh phí lập quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ kinh phí trùng tu, xây dựng các công trình tâm linh ở quê nhà. Bà con xã Tân Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, từ thiện của cộng đồng Việt Nam ở Ba Lan, chấp hành tốt pháp luật Ba Lan. Nhiều học sinh là con em xã Tân Hội đang học ở các trường Ba Lan đạt kết quả khá giỏi. Nhân dịp này, hội cũng tặng giấy khen cho các học sinh giỏi và tặng quà cho tất cả các cháu đến dự. Năm nay, ngoài các tiết mục văn nghệ của anh em trong hội, còn có thêm phần thi tìm hiểu về quê hương Tân Hội và phần biểu diễn thời trang sôi động của các người mẫu nhí với các bộ trang phục với chủ đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc VSAK đã tổ chức vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao Sinh viên Việt Nam lần thứ 8 tại Trường Đại học Chosun, thành phố Gwangju, phía Tây Nam Hàn Quốc, diễn ra từ tháng 8 tới cuối tháng 10 năm 2015. Đại hội được tổ chức theo thể thức vòng loại tại 3 miền Bắc, Trung, Nam Hàn Quốc. Tại vòng chung kết, có trên 600 vận động viên, cổ động viên, sinh viên đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn Hàn Quốc tham gia tranh tài tại các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và kéo co. Kết thúc 2 ngày thi đấu sôi nổi, đã có hơn 70 bộ huy chương được trao, trong đó trường đại học Dongsin tạo ấn tượng đặc biệt với 2 chức cúp vô địch môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Thưa quý vị, vừa qua người Việt tại Montreal, Canada đã cùng hòa chung với không khí lễ hội hóa trang Halloween truyền thống của các nước phương Tây với nhiều hoạt động thú vị. Đối với bà con người Việt ở đây, tham dự những lễ hội truyền thống ở địa phương không chỉ là cách để dạy con em về những kiến thức phong tục mới mà còn là cơ hội để giao lưu và hòa nhập với một nền văn hóa mới. Năm nay là năm thứ 6, gia đình anh Minh Đức và chị Lan Anh đến sống tại Montreal, Canada. Cuối tháng 10 cũng là lúc bé Bi, tên gọi thân mật của Tuấn Việt, biết háo hức chờ đón ngày lễ Halloween. Khi đường phố được trang hoàng cầu kỳ hơn theo phong cách của lễ hội hóa trang, Bi đã háo hức để được diện những bộ đồ hóa trang mà mẹ tự may, được vẽ mặt nạ và được cùng tạo hình cho quả bướm ngô của gia đình mình. Là con được các cô cho đi chơi, đi xin kẹo. Rất là nhiều kẹo. Bi rất tự tin khi được mẹ hóa trang thành siêu nhân nhện đen để đến trường dự lễ hội như bao người bạn từ khắp mọi nơi. Đi thăm và dự sự kiện nhà ma quỷ, nghe những câu chuyện liên quan đến lễ hội hóa trang Halloween và đặc biệt là tục lệ gõ cửa trick or treating, cho kẹo hay bị ghẹo luôn được các em chờ đón. Không còn những khoảng cách về màu da, ngôn ngữ, không khí Halloween trên từng con phố khiến mọi người trở nên gần gũi nhau hơn. Cũng muốn tổ chức Halloween để cho nhóc nhà mình nó có thể hòa đồng với cả bạn bè. Bởi vì ở đây thì khi mà các bạn hỏi ngày Halloween xem là
bạn làm gì ngày đó thì con mình có cái để mà trả lời, mà nói chuyện với các bạn. Như thế thì nó sẽ cảm thấy tự tin hơn. Với ký ức trẻ thơ nhiều nước phương Tây, Halloween có lẽ là dịp đáng nhớ, cũng giống như Tết Trung Thu hay Tết Nguyên Đán của trẻ em Việt Nam. Với Bi và nhiều trẻ em Việt tại Montreal, Canada, được trải nghiệm cùng với những lễ hội phương Tây cũng chính là cách để các em hòa nhập với nền văn hóa mới và cuộc sống nơi đây. Việc tham gia vào những lễ hội truyền thống của các nước phương Tây như lễ hội hóa trang Halloween trong phóng sự vừa rồi hay việc hòa nhập với môi trường sống mới luôn là một vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu đối với những người Việt xa quê. Thông qua các lễ hội văn hóa, người Việt đã đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của bà con người Việt tại Canada về vấn đề này. Việc hòa nhập thì không chỉ là quan trọng đối với du học sinh mà quan trọng đối với bất kỳ ai khi mà đặt chân đến một đất nước mới. Và việc hòa nhập thì không chỉ là về việc quen trong việc giao tiếp mà còn cả về hòa nhập về cách sống, người về văn hóa, mọi thứ ứng xử. Thì em nghĩ rằng là cái việc hòa nhập là một quá trình không hề dễ dàng. Cái điều căn bản và quan trọng nhất đấy chính là mình tự tin và thể hiện mình. Nếu mà mình càng tự tin thì mình sẽ càng hòa nhập nhanh. Nếu mà mình càng rụt rè, càng ngại va chạm thì mình sẽ càng mất thời gian để hòa nhập với môi trường đó. Và cái việc hòa nhập, nhưng mà mình phải làm thế nào để mình giữ được cái nét đặc sắc của dân tộc mình. Quan trọng nhất tức là mình phải mạnh dạn để mình làm những cái điều mà giống người ta, quan sát giống người ta và mình làm, học hỏi theo. Mình không biến thành họ nhưng mà mình làm những cái điều tương tự như họ để mình hòa nhập với cuộc sống. Đấy chính là cái điều quan trọng nhất và mình nghĩ rằng là đấy cũng là một trong những cái mà sẽ giúp các bạn thành công trong việc hòa nhập. Đó là mạnh dạn, tự tin và hãy quan sát và hãy cố gắng để làm giống như là cái người bản xứ họ làm. Mình tham gia tất cả các hoạt động và như vậy thì chắc chắn có thể thời gian đầu nó sẽ hơi một chút khó khăn, hơn một chút gượng gạo, nhưng mà dần dần các bạn sẽ quen dần và chắc chắn là sẽ được rất là nhiều người bản xứ yêu mến. Cộng đồng người Việt thì cũng đã tổ chức rất là nhiều hoạt động để có thể hòa nhập vào văn hóa và đời sống của Canada thông qua các lễ hội. Ở Montreal thì chúng tôi có những nhóm gia đình nhỏ và chúng tôi thường tổ chức cho các cháu vào dịp Halloween được mặc các trang phục hóa trang, được làm các loại bánh của dịp Halloween hay là làm các loại súp, và các cháu có cùng nhau đục những cái quả bí ngô để thành những cái hình, những cái đèn có nhiều hình thú khác nhau. Đấy là cách mà chúng tôi giáo dục cho các con của mình có một cách tốt nhất và nhanh nhất để hòa nhập vào đời sống và văn hóa của người Canada ở đây. Thưa quý vị, theo thống kê của đài phát thanh 89,3 KPCC California, Mỹ, vào đầu cuối năm 2014, có đến 40% trong số gần 1,3 triệu người Mỹ gốc Việt sống tại bang California, chủ yếu ở quận Cam, Los Angeles và Santa Clara. Tại đây, khí hậu ấm áp, cơ hội làm việc cao và có nhiều đền chùa, chợ, hàng quán, báo chí, giải trí phù hợp với người châu Á. Trong đó, nghề dịch vụ được nhiều người Việt lựa chọn nhất so với cộng đồng nhập cư khác và cả dân Mỹ chính gốc. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những hình ảnh của một số nhà hàng, khu buôn bán của người Việt tại California. Những hình ảnh này cũng kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại.